Vâng, và khi tôi đang trên đường đi vào khu rừng của Trần Hưng Đạo thì cách đây khoảng 7 km nữa thì ở đây có một cái di tích là đồn Phai Khắt. Và bây giờ thì tôi sẽ đưa quý vị của Thăng Long TV Go vào trong này để xem cái đồn của thực dân Pháp người ta đã đóng tại đây như thế nào. Trong ngôi làng của Phai Khắt này thì người ta có một cái điểm thờ thổ công. Cũng rất là giống với cả người ở dưới xuôi, tức là các cổng làng, đầu làng hoặc ở xã đó thì đều có những cái miếu thờ hay là đình đền thờ. Thì ở đây người ta thờ thổ công với một cái miếu rất là đơn sơ như thế này thôi, ở dưới hai cái bóng cây to, rất là to. Đây thì quý vị có thể nhìn thấy nhà văn hóa của thôn cũng khá là đẹp. Thì có hai cái cây khế rất to luôn, hai cây khế phải nói rằng rất là cổ thụ. Đường xá đi lại ở trong khu này thì cực kỳ là tuyệt vời. Đây thì sẽ vào trong Ủy ban Nhân dân xã Tam Kim. Quý vị có thể nhìn thấy cũng rất là nhiều các cái ngôi nhà đã được xây dựng đẹp ở đây, đan xen với những ngôi nhà lợp mà mái ngói âm dương. Đây chính là đồn Phai Khắt. Ở đây thì người ta đã quy hoạch vào cũng rất là đẹp để cho du khách có thể tham quan. Đồn Phai Khắt, làng Phai Khắt, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, gắn liền với trận đánh diễn ra ngày 25 tháng 12 năm 1944, là trận đánh đầu tiên của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay, do đích thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Lúc đầu là nhà của ông Nùng Văn Lạc thuộc làng Phai Khắt, được xây dựng vào năm 1940. Ngôi nhà được xây dựng bằng gạch với diện tích 210 m², thiết kế theo kiểu nhà 4 gian, lợp ngói máng. Phía trong có trần làm bằng gỗ nghiến. Đây là vị trí chiến lược quan trọng vì có thể án ngữ được cả vùng Tam Kim và liên lạc dễ dàng với Châu Lị, Nguyên Bình. Chính vì vậy nên đầu năm 1944, ngôi nhà đã bị thực dân Pháp chiếm đóng làm đồn nhằm khống chế phong trào cách mạng ở địa phương và chặt đứt con đường liên lạc huyết mạch của cách mạng. Do điều tra kỹ tình hình của địch, hiểu rõ đường đi lối lại, giờ giấc sinh hoạt canh gác của chúng, nên mặc dù là trận đánh đầu tiên lại chỉ được trang bị rất thô sơ, nhưng quân ta đã chiếm được đồn một cách thuận lợi. Chiến thắng đồn Phai Khắt tuy quy mô không lớn nhưng đã tạo nên niềm tin tất thắng cho các chiến sĩ giải phóng, đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng vũ trang, làm tiền đề cho các trận đánh sau này. Đồn Phai Khắt được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia ngày 29 tháng 1 năm 1993 và là một trong các di tích trong khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo. Như lịch sử được viết bằng âm nhạc và trên dòng sông Lô cuộn chảy đã vang lên những bản trường ca bất tận, ca ngợi chiến công oanh liệt của quân và dân ta. Và đây chính là đồn Phai Khắt đấy. Những chiến công lừng lẫy tuy rằng là quy mô nhỏ nhưng đã làm cái tiền đề cho cách mạng Việt Nam. Trực tiếp là Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đồn Phai Khắt. Tại đây lúc 17 giờ ngày 25 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân cùng nhân dân địa phương đã tiêu diệt và bắt gọn chỉ huy cùng toàn bộ binh lính thu vũ khí của địch. Chiến công này mở đầu cho truyền thống trăm trận trăm thắng của quân đội nhân dân Việt Nam. Di tích được xếp hạng cấp quốc gia ngày 29 tháng 1 năm 1993. Một quân đội nhỏ bé, nhưng ý chí của chúng ta không hề nhỏ bé. Và thực dân Pháp đã phải cút xéo khỏi Việt Nam. Quý vị có thể nhìn thấy di tích ngày hôm nay được các cơ quan chức năng ở đây xây dựng lên và làm lên cũng rất là đẹp.
Trong này thì quý vị có thể nhìn thấy còn rất là nhiều hiện vật ở trong này. Đấy, chiếc giường này. Sự dã man của thực dân Pháp. Đây chính là dây thừng tên đồn trưởng đồn sai khắp dùng trói cán bộ quần chúng cách mạng. Trong hơi tối là thanh kiếm chiến lợi phẩm thu được sau trận đánh đồn Phai Khắt ngày 25 tháng 12 năm 1944. Và bên này thì là đá tên đồn trưởng đồn Phai Khắt dùng đàn áp cách mạng. Đây chính là bộ bàn ghế thu được sau trận đánh đồn Phai Khắt. Nguyên cả bộ bàn ghế làm việc của bọn thực dân Pháp mà chúng ta đã thu được ở đây. Ngôi nhà này thiết kế rất là hay và bên trên này thì có một cái cầu thang đi lên. Tất cả được làm bằng gỗ lim và nghiến. Trên tủ này còn nguyên một bức thư của ông Nông Văn Lạc viết năm 1984 về việc phục dựng trưng bày tại đồn Phai Khắt. Những bức thư của ông vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Và đây là những khẩu súng này. Súng đạn của ông Nông Văn Lạc đã sử dụng để bảo vệ cách mạng. Và ông đã để cho cán bộ cách mạng Việt Nam hoạt động. Đây là điếu văn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết tưởng niệm đồng chí Nông Văn Lạc năm 1998. Khẩu súng ngắn này và băng đạn của ông. Đây nồi của ông Nông Ngọc Đinh dùng nấu cơm phục vụ đồng chí Võ Nguyên Giáp và các đồng chí hoạt động ở Tam Kim năm 1942 và 1944. Chiếc nồi để nấu cho các cán bộ của cách mạng. Bên này là những chiếc quần áo, chiếc quần. Quý vị có thể nhìn thấy một bộ quần áo. Quần áo các chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã sử dụng để cải trang trong trận đánh đồn Phai Khắt ngày 25 tháng 12 năm 1944. Tức là các đồng chí đã cải trang cái trang phục này để vào đánh đồn. Thì toàn bộ là cái khu giường rất thô sơ. Thì tôi nhìn thấy hai khẩu súng kíp. Này súng kíp này, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân dùng trong trận đánh đồn Phai Khắt. Và đây là những tấm ảnh của ông Lạc này. Và đây là cái đồn Phai Khắt ngày xưa này, nguyên bản này. Đây là ông Sương. Đây, quý vị có thể nhìn thấy sự tàn ác của thực dân Pháp tra tấn. Đây này, cầm súng nó bắn vào đầu của nhân dân chúng ta. Rất khốn nạn. Thế và bây giờ thì có một cái số loại người nó đang lật sử, nói rằng là Pháp nó sang đây chỉ đi chơi thôi, đi qua đường thôi. Đây, quý vị có thể nhìn thấy sự tàn khốc của chúng. Những di tích lịch sử như thế này rất quan trọng để cho thế hệ trẻ được biết và học hỏi. Một cái ý nghĩa rất là lớn lao trong cuộc đời cách mạng. Xin gửi tới quý vị những hình ảnh của đồn Phai Khắt. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.